Để đẩy mạnh hơn nữa công tác truyền thông về du lịch thành phố Hồ Chí Minh thời gian tới, nhất là giai đoạn ngành du lịch còn đang chịu ảnh hưởng nặng của đại dịch Covid-19. Ngày 22 tháng 7 năm 2020, Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh và báo Thanh Niên vừa ký thỏa thuận hợp tác truyền thông và có kế hoạch thực hiện một số chương trình thúc đẩy phát triển ngành du lịch thành phố trong thời gian tới. Cụ thể, chương trình kích cầu du lịch, các sản phẩm du lịch MICE, du lịch văn hóa lịch sử, du lịch ẩm thực, du lịch y tế gắn với các hoạt động về đêm, các sự kiện nhằm thu hút và phục vụ du khách trong ngoài nước sẽ được tiếp tục đẩy mạnh trong thời gian tới. Theo các tiêu chí để đánh giá thì thành phố chỉ có 386 tài nguyên du lịch. Đừng có nói về điều kiện, về mặt địa lý, về thiên nhiên, về cảnh quan thì tài nguyên nhân tạo và thiên nhiên của thành phố thì cũng rất là khiêm tốn so với địa phương cả nước. Nhưng mà du lịch thành phố thì chiếm 50% cái số lượng khách đến. Thứ hai, vị khách nước ngoài đến Việt Nam thì có một vị chọn thành phố Hồ Chí Minh bởi vì cái tính đặc biệt của thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm nhiều mặt của cả nước. Và đến thành phố Hồ Chí Minh thì hiểu một phần của Việt Nam của mình. Sở Du lịch nhận thấy rằng là việc gắn kết chặt hơn nữa để hiểu, càng hiểu về cái hoạt động của mình cũng như những nhiệm vụ là một trong những nội dung trọng tâm mà trong quá trình thực hiện cái chiến lược du lịch đó, thì tư vấn và sở đều đặt ra. Do đó là cũng rất là muốn có một cái sự chia sẻ thông tin, vừa chia sẻ trách nhiệm. Sau khi giãn cách xã hội, ngành du lịch thành phố Hồ Chí Minh đã có những bước phục hồi nhanh, thu hút được một lượng lớn du khách nội địa đến tham quan. Do vậy, việc hỗ trợ từ phía cơ quan truyền thông cho ngành du lịch tiếp tục phát triển là việc làm hết sức cần thiết trong lúc này. Chúng ta cũng phải tính tới đầu tư một số việc mang cái tính chất là sự kiện xã hội hóa, sự kiện du lịch thành phố Hồ Chí Minh hoặc là phục vụ trực tiếp cho du lịch thành phố Hồ Chí Minh ở góc độ xã hội hóa. Hệ thống của các cái doanh nghiệp, kể cả doanh nghiệp trong và ngoài ngành du lịch ở thành phố Hồ Chí Minh, thì chúng ta hoàn toàn có thể làm được việc đó. Và chúng tôi tin rằng là qua cái thu hoạch của cái cuộc thi thành phố tôi yêu, thì chúng tôi nghĩ rằng là về phía hưởng ứng của cộng đồng đối với những cái event mà chúng ta có thể tổ chức được, thì chúng ta cũng không phải lo lắng gì ở cái mức độ là cái sự hưởng ứng tham gia của cộng đồng. Về phía báo Thanh Niên cũng sẽ hợp tác tốt nhất với Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh để chúng ta có những cái sản phẩm trong và ngoài thỏa thuận ngày hôm nay làm thế nào để đáp ứng được cái việc đóng góp cho sự phát triển của thành phố Hồ Chí Minh nói chung và đóng góp cho cái môi trường, sản phẩm và hiệu quả của ngành du lịch thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Sắp tới, hai bên sẽ xem xét tổ chức các cuộc thi ảnh, thi viết, những bài viết về hành trình trải nghiệm hay thể hiện dưới một góc độ loại hình nghệ thuật khác như sân khấu, qua đó quảng bá hình ảnh du lịch của thành phố Hồ Chí Minh. Cũng thông qua sự hợp tác này, lãnh đạo ngành du lịch thành phố Hồ Chí Minh mong muốn báo Thanh Niên là kênh thông tin giúp người dân dễ dàng tiếp cận chiến dịch phát triển du lịch thành phố trong thời gian tới, đặc biệt là các hoạt động trọng tâm liên kết vùng phát triển du lịch thành phố Hồ Chí Minh với khu vực Đông Bắc, Tây Bắc, Trung Trung Bộ.